Dạ con chào cô. Dạ nãy giờ cô ngồi ngoài nghe câu chuyện hết á. À, cháu ngoại nè, hai đại ca, hai đại ca qua đây. Hai đại ca chào nhau, bắt tay chào cái coi. Bắt tay anh đi con chào anh đi. Chào anh, con tên gì? À, em tên gì? Xích đứng tay, xích tới đây mới được, xích tới đây. Rồi, em tên gì? Nói với anh coi. Nói với anh nè. Anh tên Nguyễn Minh Tiến. Anh tên Nguyễn Minh Tiến. Em tên Tony. Nguyễn Phúc Nguyên. À, Nguyễn, con năm nay mấy tuổi? Con đi học chưa? Sao 5 tuổi mà chưa chịu đi học? À, không cho nó học rồi. Đi học mẫu giáo anh. À, đi học mẫu giáo là chưa học. Ý là chưa học lớp 1 á. Con đi học chưa? Đi học rồi, cô giáo tên gì? Tên cô Mi cô Thắm. Ờ, à, tên cô Mi cô Thắm mà là chưa đi học. Anh đi học chưa? Anh học lớp mấy? Dạ, lớp 2 à. Rồi thầy cô giáo tên gì? Cô giáo tên Mỹ. Đó, thấy chưa? Thấy anh ta nói đàng hoàng không? Rồi thí dụ nè, thì cô đấy, cho ở nhà con có em không? Rồi con muốn có em không? Nhưng mà thí dụ có em, có thương em không? Có đồ chơi được có nhường cho em không? Thiệt không? Đâu con nói với em coi. Thí dụ mai mốt em mà về ở với anh, em yên tâm đi. Anh có đồ chơi là anh nhường cho em chơi. Hai anh em bắt tay nhau cái nè, bắt tay nè. Biết bắt tay không? Rồi giữ nguyên nè, giờ bắt tay nha. Rồi giờ nói đi nè. Nói đi con. Con nhường. Con nhường, rồi sao anh hiền quá vậy? Hay là con nói đi. Khi nào anh lãnh em mời anh về nhà em chơi nha. Rồi, đi không? Đi không? Về nhà em chơi không? Thấy chưa? Nhỏ nói câu dài hơn con luôn kìa. Bây giờ hai anh em ôm nhau giao hữu coi, ôm nhau nè. Ôm, vỗ vai như hai người đàn ông coi. Ôm nhau, ôm nhau. Ôm nhau đó dạ. Ôm nhau coi. Thằng anh dạy hơn em nữa nha. Rồi hai con, dạ con chào cô. Hôm nay cô thấy cuộc gặp mặt này như thế nào ạ? Trước tiên là chào cô Cát Tường. Dạ. Chào con. Dạ. Chào chương trình. Cái tình cảnh của hai cháu thì nó cũng tương cũng gần giống nhau. Dạ. Nè, thì nói chung là phận là cha là mẹ thì cũng muốn là con mình có một cái nơi cho nó hạnh phúc, dạ. Có người để kề vai sát cánh để cùng nhau để mà hoàn thành cái nhiệm vụ về gia đình cũng như là xã hội. Dạ. Thì cũng chúc là trong cái buổi gặp này thì hai con cũng tạo cho nhau cơ hội đến với nhau được hoặc không đến với nhau thì đó là quyền hai con. Dạ. Và nếu không bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cặp đôi. À, ngày hôm nay có chút đặc biệt bởi vì bạn nữ đã ngồi ở đây trước rồi, nhờ ekip dẫn đến ngồi vì cô ấy có một chút xíu cái tai nạn nhỏ nhỏ trước đây. Con chân út hôm nay vẫn chưa đi được thoải mái, nhưng mà vì muốn đến gặp Cát Tường, muốn đến để tìm một người bạn đồng hành của mình trong chương trình nên cô ấy không có ngần ngại khó khăn, đã ngồi ở đây rồi. Vậy thì bây giờ Cát Tường sẽ ra ngoài và đưa bạn trai của ngày hôm nay vào để chúng ta bắt đầu câu chuyện quý vị nha. Chào em gái. Chào chị. Đợi chị Tường xíu nha. Rồi, mời bạn trai vào trong. 3 bước rồi, qua phải 1 bước. Được chưa? Xin mời hai bạn mở mặt nạ của mình ra. Người ta không quen trong bóng tối nên hơi quờ quạng xíu nè. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu giới thiệu. Rồi, nếu mình đã ngồi trước thì mình sẽ giới thiệu trước. Dạ, em xin giới thiệu em là Hồng Phúc. Em đến từ Bình Thuận. Quê ở dạ. Ninh Thuận. Bình Thuận. Bình Thuận rồi. Dạ, năm nay em 36 tuổi. Và hiện giờ là em là giáo viên. Dạy ở Bình Thuận luôn. À, em từ Bình Thuận vào đây ghi hình. Dạ. Rồi cho chị hỏi là chân em bị gì vậy? Dạ, chân em bị tai nạn nhỏ nhỏ trước đây một xíu. À, còn anh thì sao ạ? Anh giới thiệu đi ạ. Chào em bên đó. Mình tên là Nguyễn Minh Trung, người Quảng Ngãi. Dạ. Em sinh năm 1979. 979. Em là ngành dược. Em đi cùng con của em á. Dạ. Trai. Dạ. Nhưng mà mình đi từ đâu và cũng đi từ ngoài Quảng Ngãi vô đây ghi hình luôn à? Dạ dạ. Rồi, thấy cả hai người rất là trùng nhau là ở từ xa vào thành phố Hồ Chí Minh ghi hình. Ủa vậy Quảng Ngãi với Bình Thuận là ở cái khúc nào? Tầm 600 á. Em cũng đi du lịch Phan Thiết rồi em chắc. Ở Phan Thiết phải không em? Dạ đúng rồi anh ạ. Em ở Phan Thiết thì vào đây gần hơn, em đi xe ha. Có ngại quen yêu xa vậy không? Không, nói chung là hợp nhau thì cái chuyện xa thì nó cũng không quan trọng. Rồi thí dụ như mình là cái đối tượng mà mình thấy phù hợp mà tiến tới hôn nhân thì mình có ngại đi xa không? Nhưng mà mình quyết mình là lập nghiệp ở Quảng Ngãi hay là có khi nào mình định lập nghiệp ở nơi khác không? Thời gian của em á thì em tự sắp xếp hết.
tại vì em không ràng buộc công ty. À, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Điểm mạnh của em á thì hòa đồng, sống và thông cảm nhau. Còn điểm yếu của em thì em không muốn làm phiền ai. Nói chung em cũng 5 năm rưỡi rồi, em nuôi con em á. Thời gian của em ví dụ em làm thì em lo cho nó xong rồi công việc từ sáng tối như vậy thì có từ à. Còn em thì sao? Em điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ điểm mạnh của em là hòa đồng, vui vẻ và biết giao tiếp. Có điểm yếu gì không? Dạ điểm yếu của em là rất là dễ tin người, đôi khi cũng hơi thẳng tính nữa. Nhiều khi mình kềm kềm lại chút xíu. Em cũng đang cố gắng sửa. Không sao hết, ai cũng có khuyết điểm, chị cũng thẳng tính nè. Không được cũng được là chị cũng phan liền nè. Nhưng mà mình cũng biết đó là không có tốt. Mình nếu mình kềm lại được một chút xíu thì mọi chuyện nhiều khi nó sẽ là hay hơn. Rồi, thế về tình trường thì sao? Mời anh trước đi ạ. Em thì em kết hôn 2010. Đứa con của em là 2 tuổi rưỡi, là vợ chồng có một chút không hiểu nhau. Chúng ta không muốn về Quảng Ngãi thì nhưng mà tính em thì không làm rể. Lúc đầu không biết, không trao đổi trước những chuyện đó trước hôn nhân. Sau cưới xong cái người đó họ cứ đổi ý thì xong cái rồi em mới đưa thằng nhỏ đó về Quảng Ngãi 2 năm thì cô ấy cũng không về. Thằng nhỏ cũng 4 tuổi rưỡi 5 tuổi là đưa tay viết giấy ly hôn. Thì một năm đầu thì em nói thôi vì con đi thì nó ký, em mới cho người ta cơ hội một năm. Sau cái tòa án nó mới hủy được cái đơn, là do nó chờ một năm là nó hủy. Chị có từ cô ấy là viết một tờ nữa thì tòa án nó mới nói thôi bây giờ anh Lan nhiều quyết đi chứ giờ là 2 năm rồi. Nhưng mà cô ta nhất quyết quá, chứ còn em á thì em sống vì con vậy à. Em sống vì con thì tại sao em không chấp nhận số cái cổ? Không, tại vì em nói chị chứ giờ mình làm trở nên phụ thuộc lắm chị. Tại vì cái tính em không phụ thuộc ai hết á, trên đó thì em không phát triển được cái nghiệp của em được à. Thì em nói thôi để quyền nuôi con thì em mới ký vô cái tờ đó là nấu tòa án cái gì à. À, là em dành quyền nuôi con. Dạ thì con nói em mới nói với vợ nè, nếu mà em thích thì giờ năm 2 rồi thôi không ký nếu gì nữa, để cho em tự do em quyết định. Nếu mà muốn ly hôn á thì để bên này nuôi con. Thì cô ta nói ôi cứ nuôi đi, chứ bên này lấy chồng rồi. Mình thấy nó không có còn tình cảm nữa. Nhưng mà em tính em là có cây phải có cái rễ, cho dù vợ chồng em vậy nhưng mà em thương, là em thương thằng nhỏ kia. Em mới đành em kêu thôi mình cố gắng mình làm nuôi nó cũng được không sao hết. Nhưng mà cứ một lần chở đi học á, một lần trở đi học anh giữ từ em thấy sốt của nó là vì không có mày. Năm năm nữa em không tìm hiểu với ai hết. Tại vì sao? Tại vì em sinh ra có cha có mẹ, nhưng tại sao con mình lại không có mẹ? Nhưng mà hiện tại là vợ anh đã đi tiến thêm bước nữa chưa? Người ta két luôn rồi chị ơi, két liên lạc hơn. Em đi làm gì em suy nghĩ miết. Em mới đăng ký bên này. Tại thật ra tôi nghĩ là do tình cảm của hai vợ chồng bạn không có đủ sự khánh khích, không có đủ cái sự chia sẻ. Chứ nếu mà thật sự có yêu thương nhau mà đã thêm một người con trai nữa, thật sự đối với Tường thấy cái chuyện ở đâu nó không quan trọng một chút nào hết. Bán đất ở quê có rồi thì bán đi, vô Đắk Lắk mua đất ở. Anh đâu phụ thuộc nhà vợ đâu, anh vẫn mua đất anh ở riêng được mà. Vậy thật ra cái câu chuyện của vợ chồng anh thì nó là chuyện riêng, nên Tường cũng mình là một cái suy nghĩ ra và đưa một cái cảm nhận một cách chủ quan thôi. Nhưng mà rõ ràng thì tội nghiệp cho một cái đứa bé nó sống từ nhỏ không có cái sự tình yêu thương của mẹ thì cũng là một cái thiệt thòi. Thì Tường đồng cảm và chia sẻ cái chuyện này với anh rồi. Vậy thì nãy giờ mình nghe cái câu chuyện của anh bên đây thì cái cảm xúc, cái suy nghĩ của em như thế nào? Dạ em thấy thì cái hoàn cảnh của anh thì cũng rất là đáng thương, nhưng mà em thấy là anh cũng hơi cứng nhắc trong cái vấn đề mà giải quyết cái chỗ ở để thuận lợi cho cả hai vợ chồng á. Có nghĩa là cái chia sẻ của chị thì em đồng tình với cái chia sẻ của chị đúng không? Còn về phía mình, tình duyên của mình, cái con đường tình duyên của mình như thế nào? Dạ em cũng kết hôn năm 11 á, 2011, nhưng mà cũng mới chia tay cách đây là khoảng 5-6 năm gì rồi. À, mình có cháu nào không? Dạ có, em có một cháu trai 5 tuổi chị. Hiện tại là con ở với ai? Dạ, ở với em. Ở ngoài Bình Thuận luôn. Dạ. Hai mẹ con đang sống chung với gia đình bên ngoại không? Hay là rồi từ lúc đó đến nay thì mình có cái mối quan hệ nào khác chưa? Không, quen bạn bè thôi, nhưng mà thấy cũng không hợp lắm, mình chưa có thấy tin tưởng. Lý do tại sao mình lại chia tay người chồng trước đây của mình? Anh ấy hơi gia trưởng một xíu và hơi chưa có biết chăm lo cho gia đình đó chị. Cụ thể là như thế nào? Đi từ sáng tới tối mới về gia đình. Đi đâu? Đi làm rồi đi đâu mà em không biết. Và cái sự việc nó xảy ra bao lâu sau khi lấy nhau? Chắc từ khi có con á chị. Em có tìm hiểu là anh đi đâu, anh làm gì không? Thì cũng nói là đi làm đó.
Nhưng mà mình cũng ở nhà dự con nên đâu biết lại đi đâu đâu. Ai là người quyết định chia tay? Dạ em ạ. Nói chung thì mỗi con người là một câu chuyện. Nhưng mà hôm nay là hai bạn cũng có những cái tình huống nó tương tự giống như nhau như vậy. Thế bây giờ anh mong muốn tìm một cái người trong tương lai mình là người như thế nào? Em thì tìm một người thì nói chung hiểu ý. Và nói chung có gì thì tâm sự với nhau, thông cảm nhau mà sống lớn rồi. Thì người con gái đó thì em không quan trọng là quá khứ người ta như thế nào, nhưng quan trọng là hiện tại người ta sống như thế nào đối với mình đó mới là quan trọng. Dạ. Mình có nghĩ rằng mình muốn sanh thêm con nữa cô ấy, nếu sinh được thì sinh một đứa cũng được. Dạ. Rồi em mong muốn tìm một người chồng tương lai như thế nào? Dạ em cũng mong muốn là tìm một người gọi là có chính kiến của mình. Dạ. Và biết bảo vệ gia đình. Ừ. Như là biết quan tâm chăm sóc, chia sẻ cho gia đình. Dạ. Dạ. Điều gì em không thích? Không hút thuốc. Anh có hút thuốc không? Nói chung là năm 2002, 2004 đến 2009 lại hút. Từ 2010 lại bỏ. Còn gì nữa không? Có gì không thích nữa không? Nghề nghiệp thì cũng ổn định, biết giao tiếp. Nếu mình bước thêm bước nữa thì em có đem con mình theo về nhà chồng mới hay không? Dạ có chứ, em đi đâu thì con em ở đó. Bây giờ chính lúc chị sẽ mở trái tim này ra để cho mình trực tiếp mình giao lưu với nhau nhé. Nãy giờ mình cũng chưa thấy mặt nhau. Rồi mời hai bạn. Cái gì chào em? Em chào anh. Hôm nay gặp em cũng là một cái duyên. Anh là người Quảng Ngãi, nãy em cũng nghe thôi. Cũng cái cuộc sống của anh như vậy, hoàn cảnh anh như vậy. Nên không có gì hơn anh gặp em thì chúc em có sức khỏe và xinh đẹp. Và cố gắng làm nuôi con là được rồi. Anh từ Quảng Ngãi anh vô đây thì có món quà từ Quảng Ngãi anh vô thì anh là để trong nhà mất rồi, còn hai cho con đi nó cũng vất vả quá nên em thông cảm. Đây là nãy là anh mua ông ngay chỗ mà bán gì mà để mà giao trực tiếp đi mà, nên mong em thông cảm nha. Tình rồi, cảm ơn, có lòng rồi anh. Rồi thôi mời em thông cảm nha. Dạ. Rồi tính ra lấy quà Quảng Ngãi thì rất được. Có quà Quảng Ngãi nên em cũng có món quà ở quê em, mời anh và chị Cát Tường dùng ạ. Đặc sản Thanh Long đó. Cái gì Phan cảm ơn Bình Thuận rất là ngon. Cũng như là món quà đang đặt đặc sản cũng xin tặng chị Cát. Rồi chị Tường cảm ơn nha. À, bạn. Rồi ngon lắm, Thanh Long đỏ ruột rất là đặc biệt. Thế bây giờ thì Tường cũng nhân việc đang nói chuyện đồ ăn, Tường cũng sẽ mời các bạn thưởng thức những món ăn ngon của nhà hàng Ăn Co để chúng ta vừa ăn uống vừa trò chuyện tâm sự với nhau. Đây là món thăn nội bò Úc nướng dùng kèm với bánh khoai tây, rau củ xào theo mùa và sốt nấm. Mời hai anh chị cứ thưởng thức món ăn và trò chuyện với nhau nha. Ăn uống tự nhiên, ít phút nữa chị Tường sẽ quay lại. Cảm ơn hai bạn. Mời hai bạn ngon miệng. Mời hai bạn ăn ngon. Dạ, em mời anh ạ. Được rồi. Anh hồi nãy em nghe anh tên gì anh ha? Anh tên Trung. Anh Trung hả? Ba mẹ anh gốc Quảng Ngãi luôn hả anh? Vâng, mình gốc Quảng Ngãi. Em sinh năm mấy? Dạ em sinh năm 84. Em từ Lầu Tí á. Dạ. Em chuột á. Em chuột dễ thương mà. Thật đấy chứ. Anh có gì hỏi em không ạ? Thì nói chung là nhìn em là thấy anh thấy là ok rồi, thấy được rồi. Thứ hai nữa, nói chung là em cũng hoàn cảnh, anh cũng hoàn cảnh. Có thể là mình cho một cơ hội đi, để mình tìm hiểu một thời gian. Nếu được thì tiến tới, còn không được thì chúng ta làm bạn. Cũng là một người bạn tốt mà. Còn em giáo viên thì anh biết rồi. Ngành anh thì thứ nhất là anh chọn là giáo viên với bên dược sĩ. Tại vì cái ngành của anh thì nó liên quan đến thuốc tay. Anh sẽ cần cái người mà biết chia sẻ. Dù chiều tối về có một người để chia sẻ một công việc gì đó thì cảm giác của mình á thì nó vơi đi. Vậy đấy là công việc của anh không cố định? Không cố định về giấc coi chứ. Không. Nói chung là một quan trọng là mình sắp xếp thời gian thôi. Mình đừng có làm quá được rồi. Ví dụ cái ngày nào mình cảm thấy mệt thì mình nghỉ. Không đi làm, mình nghỉ. Tại vì là giờ giấc là không có quy định là ép buộc. Em nói thì anh đúng rồi, nhưng mà tối thì mình không có thể làm. Ví dụ có thể mình làm từ 7 giờ trở lại, ví dụ sáng có thể là 7:30 thì uống cà phê với đồng nghiệp thì 9 giờ mới đi làm vô tiệm thuốc tây. Rồi tối thì có thể là 7 giờ trở lại chứ không quá 7 giờ. Nhưng ví dụ nhà nào mình quen mình bỏ, mình bỏ quen mối cách sống, quan trọng là anh sống là quan trọng cách sống, có sao nói vậy, phải chân thật để nó giải quyết nó dễ dàng hơn, phải có lòng tin và uy tín nữa. Thì anh ủa em cho em hỏi là tại sao vợ anh không nuôi con mà anh lại nuôi con? Tại vì con của mình thì anh phải nuôi chứ. Tại vì mình không biết người phụ nữ nghĩ như thế nào. Nhưng mà khi ly hôn rồi là tại vì anh lần đầu tiên mà anh cưới vợ mà cái đây là cũng là từ cũng có anh mới có cái vợ mới có con của mình.
Nhưng mà anh nói là thôi, nếu mà em quyết định như vậy là để người ấy lấy chồng. Nói chung là thì cô ta nói là lấy chồng thì nuôi con làm gì. Ông nói thật luôn á em. Thì anh quyết định nuôi con thôi. Chứ còn người ta không nuôi thì... Nhưng mà vợ anh có muốn nuôi con không? Hả? Nhưng mà vợ anh có muốn nuôi con không? Nếu anh dành nuôi rồi thì em không có nuôi. Nhưng mà cô ta cũng không có cần thiết em à. Tại vì người phụ nữ mà khi họ lấy chồng thì họ suy nghĩ bên chồng. Thứ hai nữa là mình suy nghĩ là ví dụ họ lấy chồng thì để cho người ta tự do, người ta hạnh phúc bên ấy đi. Mình đừng có làm phiền người ta. Nói chung có cuộc sống riêng, mình đừng có liên quan gì hết. Nãy giờ nghe thay thác tâm sự chuyện ta hơi nhiều. Không nghe cô tâm sự gì hết trơn. Tại vì em hỏi anh không hỏi anh, không hỏi anh. Thì bây giờ tới em tâm sự một xíu đi. Để cho nó công bằng. Thì anh hỏi em đi. Không, thì đó bây giờ anh nói là tâm sự của em là như thế nào? Như thế nào là sao anh? Thì giờ em nói là tại sao mà không để người phụ nữ nuôi con. Bây giờ thì... Em thấy thường là phụ nữ dành nuôi con là nhiều. Thì em nhưng mà con... em thấy anh nuôi con thì em mới thắc mắc. Em thương con nhiều hơn thì em dành nuôi con. Dạ. Cái cuộc đời này cái chuyện gì cũng có thể xảy ra. Cho nên nhiều khi mình cũng thắc mắc chuyện ta chỉ cho mệt. Chuyện mình lo chưa xong nữa nè. Đúng không? Em phải hỏi với ảnh chứ chị. Thì đó, nhưng mà anh giải thích như vậy nó là như vậy rồi. Nhiều chị ra ngoài và thấy hai đứa nhỏ ngồi ngoài rất dễ thương. Con trai anh là mấy tuổi? Dạ, 8 tuổi rưỡi. Mà sao thấy cũng ngang ngửa với nhỏ 5 tuổi á nha. Rồi có mẹ đi theo nữa phải không? Hôm nay có mẹ anh nữa, có bà nội đi nữa phải không? Không, bà nội lớn tuổi quá rồi, 70 rồi. Chị hai cho con à. Bà ngoại hả? Hôm nay có bà ngoại đi theo nữa hả? Rồi vậy bây giờ Tường sẽ mời bà ngoại nè, với cháu ngoại nè, bên nhà gái nè, rồi mời con trai vô đây luôn nha. Dạ con chào cô. Dạ nãy giờ cô ngồi ngoài nghe câu chuyện hết ha. Cháu ngoại nè, hai đại ca qua đây. Hai đại ca chào nhau, bắt tay chào cái coi. Bắt tay anh đi con chào anh đi. Chào anh. Con tên gì? Em tên gì? Xích đứng tay, xích tới đây mới được. Xích tới đây. Rồi em tên gì? Nói với anh coi. Nói với anh nè. Anh tên Nguyễn Minh Tiến. Em tên Tony Nguyễn Phúc Nguyên. Nguyễn, con năm nay mấy tuổi? Con đi học chưa? Sao 5 tuổi mà chưa chịu đi học? Không cho nó học rồi. Đi học mẫu giáo anh. Đi học mẫu giáo là chưa học. Ý là chưa học lớp 1 á. Con đi học chưa? Đi học rồi, cô giáo tên gì? Tên cô My cô Thắm. Tên cô My cô Thắm mà là chưa đi học. Anh đi học chưa? Anh học lớp mấy? Dạ lớp 2 à. Rồi thầy cô giáo tên gì? Cô giáo tên Mỹ. Đó, thấy chưa? Thấy anh ta nói đàng hoàng không? Rồi thí dụ nè, thì cô nói cho ở nhà con có em không? Rồi con muốn có em không? Nhưng mà thí dụ có em, có thương em không? Có đồ chơi được có nhường cho em không? Thiệt không? Đâu còn nói với em coi. Thí dụ mai mốt em mà về ở với anh, em yên tâm đi. Anh có đồ chơi là anh nhường cho em chơi. Hai anh em bắt tay nhau cái này, bắt tay nè, bắt biết bắt tay không? Rồi giữ nguyên nè, giờ bắt tay nha. Rồi giờ nói đi nè. Nói đi con. Con nhường. Con nhường. Rồi sao anh hiền quá vậy? Hiền lắm. Thôi con nói đi. Khi nào anh lãnh em mời anh về nhà em chơi nha. Đó, đi không? Về nhà em chơi không? Thấy chưa? Nhỏ nói câu dài hơn con luôn kìa. Bây giờ hai anh em ôm nhau giao hữu coi, ôm nhau nè. Ôm, vỗ vai như hai người đàn ông coi. Ôm nhau coi. Anh ngại hơn em nữa nha. Rồi hai con. Dạ con chào cô. Hôm nay cô thấy cuộc gặp mặt này như thế nào ạ? Thích tin là chào cô Cát Tường. Dạ. Chào con. Dạ. Chào chương trình. Cái tình cảnh của hai cháu thì nó cũng tương cũng gần giống nhau. Dạ. Thì nói chung là phận là cha là mẹ thì cũng muốn là con mình có một cái nơi cho nó hạnh phúc, yeah. Con người để kề vai sát cánh để cùng nhau để mà hoàn thành cái nhiệm vụ về gia đình cũng như là xã hội, yeah. Thì cũng chúc là trong cái buổi gặp này thì hai con cũng tạo cho nhau cơ hội thì đến với nhau được hoặc không đến với nhau thì đó là quyền hai con. Dạ. Và nếu không đến với nhau được thì cũng là bạn. Dạ. Thì mong hai con là cố gắng tạo cái điều kiện cho nhau. Dạ. Dạ. Rồi con cảm ơn cô ạ. Rồi hai con thôi, con đi về chơi với ngoại đi nè. Rồi con ra ngoài ngồi chơi chút xíu nha, đợi ba về nha, đợi ba ra nha. Đến chương trình thì chỉ có một xíu thời gian chứ cũng không thể có nhiều.
Bây giờ chơi thêm trò cái mini game nhỏ nhỏ này cho vui thôi, để cho hai anh chị có thể có cái cơ hội tiếp xúc với nhau, hoặc là có cơ hội để hiểu nhau được nhiều hơn. Rồi mời mình bóc một lá bài ha, đọc lớn yêu cầu trong này và thực hiện giùm cho Tường nha. Bạn hãy đấm bóp massage cho đối phương rồi hỏi cảm nhận của anh ấy. Mời bạn em qua đây. Có thời gian không? 30 giây thôi ha. Mình qua massage cho, đấm bóp massage cho anh này 30 giây. Rồi bây giờ cái giò bị đau rồi, giờ mình đổi ngược lại cho tới phiên anh. Đổi ngược lại tới anh. Rồi em từ từ anh giữ đó, cho cổ bóc câu khác, ưu tiên chân ta bị đau. Rồi đọc lớn. Nếu vợ hoặc chồng bạn mâu thuẫn với con riêng của bạn, bạn sẽ xử lý thế nào? Rồi em trả lời câu đó đi, câu này chắc anh cũng quan tâm đó. Dạ nếu như mà chồng mà mâu thuẫn với con của mình á, thì mình trước mắt thì mình cũng khuyên chồng, khuyên nhủ chồng trước là con còn nhỏ, suy nghĩ chưa có tới. Cho nên là mình cũng tìm cách để mà khuyên nhủ, dạy bảo con từ từ. Chứ không nên nóng tính hay là quá tháo với con. Có nghĩa là mình cái phía mình làm cha là mình nên chủ động. Dạ, dạ đúng rồi. Rồi với con thì mình cũng gặp riêng con để mình giải thích là cha cũng muốn tốt cho con nên mới làm như vậy thôi. Có nghĩa là với tư cách là một người đứng giữa trung gian thì em sẽ nói chuyện và tâm sự riêng với từng người một, đúng không? Rồi, đúng Thiên Anh. Cái đây là em thay cái bài hát cho em được không? Dạ. Đồng ý không em? Dạ được ạ. Rồi. Là lời chú mẹ đưa bánh cánh bông cho con say giấc ngủ. Là lời cha từng ngày ấm em mong sao cho con nên người. Thời gian lấy đi tuổi xuân của mẹ và con lấy đi sức sống mẹ cha. Cuộc đời con sẽ không quên tình yêu thương mẹ cha đã dành cho con người ơi. Tình yêu thương bao la theo câu ca đâu xưa cho vơi đi nỗi nhọc nhằn trong đời của người. Đường tương lai nhiều chông gai và những lúc gian nan làm con ngã quỵ, để con nhớ rằng nơi đây một góc bình yên luôn có mẹ cha chờ con tìm về. Thích bài đó lắm. Thì chúng ta hãy sống ngày hôm nay và hướng tới ngày mai có những gì, những cái điều tốt đẹp ở phía trước. Chuyện cũ gác qua một bên và cho nó đóng gói cất lại, đừng để nó làm ảnh hưởng đến cái tư tưởng, cái suy nghĩ cũng như là cái cuộc sống của mình sau này. Đó là cái lời chân thành từ dành đến cho hai bạn nha. Thì chúng ta cũng là nhiều những người gãy đổ trong hôn nhân, cũng không cần nói nhiều đâu, hãy kiểm tra lại cảm xúc của mình rồi chúng ta đưa ra quyết định bằng lý trí. Mời hai bạn đặt tay vào đây ạ. Rồi xin mời hai bạn nhắm mắt lại và sau 3 tiếng đếm của Tường thì đưa ra quyết định nha. 1 2 3. Hết thời gian. Sao cưng không bấm nút? Dạ em trước khi em gặp anh thì anh cũng thấy là hoàng anh em cũng không giống em, mà cái hình như em chưa có rung động cho lắm. Dạ này ra còn điều gì khác nữa không, hay là chỉ vì cảm xúc thôi? Về cảm xúc ạ. Về lý trí thì em có thấy điều gì? Vì trí thì anh cũng là một người cha rất là tốt, dạ cũng quan tâm tới con rất là nhiều. Hay là em có ngại về cái chuyện do là địa lý nó cách xa nhau quá? Dạ không, bây giờ cái địa lý rất là dễ. Đó là do cảm xúc đúng không? Rồi mỗi người chơi đến tham gia chương trình, chương trình đều rất là tôn trọng cảm xúc của họ. Thế ngày hôm nay anh không có một cái sự đồng cảm của cái người ngồi bên cạnh thì cảm xúc của anh như thế nào? Không sao chị, tại vì mình tôn trọng cái quyết định của cô ấy mà. Dạ anh em vẫn là bạn với nhau. Rồi biết đâu những cái câu chuyện phía sau của hai bạn thì mình sẽ có một cái gì đó, một cái người chia sẻ với mình thêm trong cuộc sống cũng là một cái điều vui ha. Rồi mời hai anh chị đứng lên nè, em đứng được không? Dạ được ạ. Rồi đứng được, mời anh đứng lên đây ạ. Cảm ơn hai bạn đã đến tham gia với chương trình. Trước tiên là chị Tường gửi muốn quà tặng em để làm đẹp. Là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Cũng rất là tiếc có thể ngày hôm nay ở đây chưa phải là cái duyên, thì Tường cũng xin thay mặt chương trình chúc cho hai bạn luôn có nhiều sức khỏe để chăm nom cho con trai của mình, đặc biệt là cũng hy vọng một cái tình yêu nó sẽ đến một cách tự nhiên và nhẹ nhàng nhất với hai bạn trong một ngày không xa. Dạ, cảm ơn anh đã đến với chương trình, cảm ơn em. Dạ, cảm ơn chị. Dạ. Nói chung cảm giác cũng vui, nói chung là cũng có nhiều tâm sự nhưng mà nể đối phương. Trước khi nhận hình thì mình cảm thấy rất là hồi hộp, cũng rất là lo lắng là không biết người bạn của mình sắp tới sẽ như thế nào, và mình có chọn được người đó hay không.
và người đó có hợp với mình hay không nữa. Nhưng mà sau khi ghi hình thì mình nghĩ là có thể là anh ấy sẽ cho mình cơ hội. Nhưng mà đối với bản thân mình thì mình thấy là mình chưa có được rung động cho lắm. Và cũng cái cảm xúc của mình lúc này cũng chưa có. Cho nên mình cũng quyết định là không bấm nút. Dự định sau này của mình là mình cũng tính là nếu mà mình tìm được người phù hợp á, thì mình vẫn tiến tới, mình vẫn tiếp tục. Nếu mà họ cả cho cảm thấy mình là mình có niềm tin với người đó. Chị đã thấy ekip ngày hôm nay rất là tận tụy, rất là nhiệt tình. Và ngày hôm nay thì cũng vậy, cũng thấy rất là vui. Thì mình đã tìm hiểu được một người bạn. Đối với mình nghĩ là các khán giả mà chưa có những người mà phù hợp á, thì các bạn nên đăng ký chương trình để tìm hiểu, cũng như là cho mình một cái cơ hội để gặp được một người mà mình cảm thấy là mình yêu thích hoặc là hợp với mình. Kính thưa quý vị, và bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình đã hết. Hôm nay thì bà Mai Cát Tường là hơi buồn một chút, nhưng mà không sao, đó là những cảm xúc rất thật của chương trình.